trân trọng cảm ơn. Giờ phút này, chúng ta chính thức bước vào buổi lễ. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch quý tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương, cùng toàn thể đồng bào, nhân dân, Phật tử, những người có cảm tình sâu đậm với Phật giáo có mặt trong buổi lễ hôm nay. Ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9 âm lịch, mùa vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dương lịch, nhằm ngày 5 tháng 11 hướng đến ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, tại chùa 4, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và động thổ xây dựng chùa 4. Thay lời ban tổ chức, cho phép chúng con xin được nhất tâm kính quý, kính chúc chư tôn thiền đức đại tăng cùng toàn thể quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng an lành. Trân trọng cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch quý tôn đức, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, lãnh đạo, các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương, thưa toàn thể đồng bào, nhân dân, Phật tử, những người có cảm tình với Phật giáo. Trong một đất nước mà không có lãnh đạo, nước đó sẽ rối loạn. Trong một gia đình không có người chủ chốt, gia đình đó sẽ không nề nếp. Cũng như vậy, một ngôi chùa nếu thiếu vắng vị trụ trì, ngôi chùa đó khó có thể thực hiện nổi vai trò hoằng dương chánh pháp. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, chùa cần phải có sư trụ trì, lãnh đạo, điều hành mọi công việc, thì ngôi chùa đó mới có thể hưng thịnh, thực hành được sứ mạng hoằng dương chánh pháp. Giáo lý của Đức Phật nhằm tạo sự ổn định trong mỗi gia đình, và từ đó đưa đến sự ổn định phát triển trong mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia mà ổn định hạnh phúc sẽ tạo nên một thế giới hòa bình, phát triển, hội nhập. Đây là điều mà mọi người trong mọi xã hội, mọi thời đại đều mong muốn thực hiện và thụ hưởng được. Trong đời sống văn hóa Việt Nam, Phật giáo đã hòa nhập trong cộng đồng xã hội, trở thành một bộ phận văn hóa tinh thần, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc phong phú. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta, Phật giáo vừa là tư cách một học thuyết giải thoát về cách sống lương thiện tốt đẹp cho con người, lại vừa là một học thuyết qua tinh thần tứ ân, trong đó có ân tổ quốc là trọng đại, đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành nên tư tưởng văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cho nên, trụ trì chính là linh hồn của ngôi chùa, là người giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc truyền trì mạng mạch Phật Pháp, là người chịu trách nhiệm trước giáo hội,
về việc hướng dẫn tăng ni Phật tử tại chú xứ tu học đúng pháp, đúng luật. Ngày hôm nay, hợp đủ các nhân duyên mà chùa Bốn nằm trong cụm công nghiệp Diễn Kỷ Hồng của huyện Diễn Châu, long trọng tổ chức lễ công bố quyết định chủ trì và động thổ xây dựng ngôi chùa Bốn. Chúng con rất vui mừng trước sự quang lâm, chứng minh, động viên, khích lệ của quý tôn đức và sự tham dự, tỏ lòng quan tâm, yêu thương, mến thương ngôi chùa và cá nhân đại đức tân trụ trì mà đến. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý thiền nam tín nữ Phật tử, lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, chúng con kính nguyện trên chư Phật gia hộ cho chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị khách quý thiền nam tín nữ Phật tử sức khỏe, bình an và hanh thông trong mọi công việc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, chùa Bốn thuộc làng Đồng Tháp, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, được trùng tu lại vào năm thứ ba niên hiệu Thành Thái, tức năm 1891. Chùa tọa lạc trên nền đất cao ráo, rộng hơn 1 hecta. Kiến trúc hình chữ công, mặt chùa chính ngoảnh về hướng nam. Trải qua nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, những năm gần đây được sự chấp thuận của chính quyền và giáo hội, ngôi chùa Bốn đã được phục hồi dần các sinh hoạt và quy hoạch. Đó cũng là hoài bão của những người thôn quê nơi miền cát trắng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, đi xa nhớ trống đền Cuông, nhớ chuông chùa Bốn, nhớ người làng Hoa. Với tâm nguyện làm nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, bản sắc văn hóa dân tộc, nơi tôn nghiêm thành kính để mọi người đến lễ bái, khấn nguyện, mong ước đời sống ấm no, hạnh phúc. Với mưa thuần gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh, nơi tu học giáo lý cao siêu của nhà Phật, giúp cho con người tìm về chính đạo, tu tâm dưỡng tính, ngọ hầu xóa dần những hệ lụy thương đau của cuộc đời. Là một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa nhân thế, tràn đầy tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Quả thực, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Trải qua bao binh đao khói lửa, biến dâu của cuộc đời, cùng với những thăng trầm của lịch sử và thời gian, chùa Bốn đã bị mai một dần. Nay gặp thời đất nước thanh bình, lòng người quy ngưỡng hướng tâm về quê nhà, ngôi chùa lại được hồi sinh trên nền đất cũ xưa và tâm nguyện ấp ủ của dân làng Diễn Hồng là mong sao chùa có sư để sớm chiêu chiều mộ, cầu cho dân sang làng thịnh, đất nước phồn vinh, dân tộc phú cường. Sau một thời gian về chấp cảnh hồi đủ duyên lành, bà con nhân dân đã làm đơn đề nghị các cấp chính quyền và giáo hội xin thỉnh đại đức Thích Tâm Duệ tu học tại chùa Hoàng Pháp, chính thức về trụ trì tại chùa Bốn, xã Diễn Hồng. Và hôm nay trùng phùng duyên lành, Phật giáo huyện Diễn Châu trọng thể tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công đồng thổ xây dựng chùa Bốn. Cầu trên hồng ân Phật Tổ gia hộ cho đại Phật sự này sớm được thành tựu như sở nguyện. Một lần nữa, xin được kính chào mừng và kính chúc chư tôn đức, quý vị đại biểu, bà con nhân dân, tín đồ Phật tử sức khỏe, an lành và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.
hướng lên Hòa Thượng chứng minh tôn quý, hướng về Tổ đình Chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có bậc đạo trưởng ân sư viện chủ Tổ đình Hoằng Pháp, Hòa Thượng Thích Chân Tính, bậc ân sư đã dày công dạy dỗ nên đại đức trụ trì, cùng các quý đại huynh trong tông môn đầy đủ trong buổi lễ hôm nay, và cũng cử một vị đại huynh thay lời cho bậc đạo trưởng có những lời huấn từ của tông môn. Cung thỉnh đại đức Thích Tâm Quán đại lao cho Hòa Thượng đạo trưởng Tông Phong Tổ đình Hoằng Pháp có những lời giáo huấn của Tông Phong. Trân trọng kính thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Kính bạch quý tôn đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu cùng toàn thể quý tôn đức tăng ni hiện diện. Lời đầu tiên, cho phép chúng con được đại lao cho Hòa Thượng ân sư của chúng con. Vì lý do Phật sự nên thầy chúng con không thể trực tiếp ra đây tham dự cũng như chúc mừng cho đại đức Thích Tâm Duệ trong buổi lễ ngày hôm nay, và cho phép chúng con được thay cho thầy của chúng con cũng như thay mặt cho chư tăng Tổ đình Hoằng Pháp xin được gửi lời kính chúc sức khỏe an lành đến quý tôn đức tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu cùng toàn thể quý tôn đức lời chúc an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho Hòa Thượng nghiệp sư của đại đức Thích Tâm Duệ xin được gửi lời kính chúc sức khỏe an lành đến tất cả quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, xã Diễn Hồng cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử lời chúc an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử, đại đức Thích Tâm Duệ được Hòa Thượng viện chủ Tổ đình Hoằng Pháp thế pháp xuất gia và cho ăn học, và sau khi ở với Hòa Thượng được thụ giáo những lời giáo huấn chỉ dạy của Hòa Thượng cũng như của tăng chúng Tổ đình Hoằng Pháp, và sau khi việc học hành đã được viên mãn, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng ân sư và đại đức đã ra Nghệ An hỗ trợ cùng với đại đức Thích Tâm Thành trong việc Hoằng Pháp lợi sinh phát triển cho Phật giáo Nghệ An, và nhân duyên hội ngộ đầy đủ đại đức được bà con nhân dân chính quyền địa phương chùa Bốn mời về hướng dẫn giúp đỡ về đời sống tâm linh cũng như sự tu tập theo chánh pháp. Trải qua thời gian, đại đức đã được sự cảm mến của chính quyền và nhân dân địa phương, và với sự khát ngưỡng công đức của chư tăng, chính quyền bà con nhân dân tại chùa Bốn đã có lời thỉnh cầu với đại đức Thích Tâm Duệ về trụ trì hướng dẫn tu tập cho bà con nơi đây, và được sự quan tâm giúp đỡ
của các cấp chính quyền, quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu đã giúp cho Đại Đức hoàn thành tất cả các thủ tục về hành chính, và buổi lễ ngày hôm nay chính là thể hiện sự quan tâm giúp đỡ của quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, xã Diễn Hồng, để Đại Đức có được buổi lễ công bố quyết định chủ bổ nhiệm trụ trì ngày hôm nay thay mặt cho Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Chùa Hoằng Pháp cũng như Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp xin gửi lời chúc mừng đến Đại Đức Thích Tâm Duệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, Đại Đức Thích Tâm Duệ ngày hôm nay chính thức được trụ trì ngôi chùa 4 tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An này. Có thể nói đây là một nhân duyên, một phúc lành đối với Đại Đức. Nhưng để có được đầy đủ nhân duyên phúc lành này, tất cả những cái đó là đều nhờ ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng Tôn Sư và sự hỗ trợ của anh em huynh đệ trong tông phong chùa Hoằng Pháp, và đặc biệt nhất là sự ủng hộ giúp đỡ về mọi mặt của quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và quý cấp chính quyền. Đại Đức đã hoàn thành được các thủ tục hành chính của mình. Thay mặt cho Hòa Thượng ân sư của Đại Đức, chúng con xin cảm niệm ân đức mà quý tôn đức Hòa Thượng Thượng Tọa Ni trưởng Ni sư lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã dành cho Đại Đức Thích Tâm Duệ của chúng con, để Đại Đức của chúng con giờ đây có thể yên tâm trụ trì hướng dẫn cho bà con và nhân dân Phật tử nơi đây tu học. Và kính bạch trên quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, Đại Đức Thích Tâm Duệ tuổi đời cũng chưa phải là lớn và tuổi đạo thì cũng vẫn còn nhỏ, cho nên khi còn sống ở trong tông phong tổ đình Hoằng Pháp thường xuyên được sự kèm cặp nâng đỡ dạy dỗ của thầy tổ chúng con, cũng như được sự nhắc nhở của quý huynh đệ để Đại Đức tu tập được tinh tiến, giới hạnh được châu viên. Nhưng ngày hôm nay thể theo nguyện vọng của bà con nhân dân Phật tử chùa 4, Đại Đức đã theo hành nguyện lý tưởng của thầy tổ đem Phật pháp dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, mong báo đền ơn đức của Phật, của thầy tổ. Và Đại Đức của chúng con còn non còn trẻ, không tránh khỏi những sai lầm, những thiếu khuyết, cho nên thay mặt cho thầy nghiệp sư của Đại Đức cũng như anh em huynh đệ chúng con thành kính nhờ ơn trên của Hòa Thượng trưởng ban trị sự cũng như quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu nâng đỡ, dìu dắt và hướng dẫn Đại Đức của chúng con, để Đại Đức của chúng con hoàn thành các công việc Phật sự của chùa cũng như của giáo hội, đóng góp vào việc phát triển cho Phật giáo Việt Nam cũng như của tỉnh Nghệ An và huyện Diễn Châu nơi đây. Chúng con tha thiết thỉnh cầu trên quý ngài vì lòng thương tưởng đến hàng hậu học huynh đệ chúng con, cũng như dìu dắt cho sư đệ chúng con tu tập để chí nguyện, hành nguyện của một người xuất gia sớm được thành tựu. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể quý liệt vị, hôm nay tại chùa 4 của chúng ta nơi đây long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm
công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và lễ động thổ. Có thể nói đây là một niềm hạnh phúc nhân đôi. Niềm hạnh phúc nhân đôi này là đối với bà con, nhân dân, Phật tử chùa Bốn này chính thức được cung đón thầy tân trụ trì. Và niềm vui nhân đôi ở đây là bà con nhân dân cùng với đại đức tân trụ trì phát nguyện khởi công xây dựng ngôi Tam Bảo. Đây là một công việc vô cùng hoan hỷ đối với người xuất gia cũng như là đối với hàng Phật tử tại gia. Vì công việc Phật sự cao cả này, vì sự trường tồn của Phật Pháp, cho nên tất cả quý Phật tử chúng ta cũng như chính quyền địa phương cùng nhau đồng lòng hướng đến những cái điều thánh thiện nhất, giúp cho ngôi chùa Bốn nơi đây sớm hoàn thành tâm nguyện, để cho đại đức trụ trì yên tâm tu học và hoằng dương Phật Pháp. Thì công việc bổ nhiệm đã được viên mãn, công việc trùng tu xây dựng mới khởi đầu. Tất cả những việc này đều nhờ vào sự ủng hộ của quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, hỗ trợ tinh thần, động viên, khích lệ cho đại đức những lúc gặp khó khăn, cũng như sự ủng hộ về thủ tục, cũng như tạo mọi điều kiện để giúp cho đại đức hoàn thành cái tâm nguyện xây dựng ngôi chùa Bốn này, nhờ vào các cấp chính quyền và đặc biệt là sự phát tâm ủng hộ của quý thiện nam tín nữ Phật tử, để ngôi chùa Bốn của chúng ta đây sớm được hoàn thành khang trang, để cho Phật tử không những riêng của địa phương xã Diễn Hồng chúng ta đây, mà còn cả khu vực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có thể quay trở về đây nương tựa tu tập theo tinh thần của chánh pháp, để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cho nên công việc mà xây dựng một ngôi chùa là một việc khó. Kính thưa tất cả quý liệt vị, các cụ chúng ta đã từng nói, xây chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Tất cả chúng ta đều ý thức được việc đó. Còn đối với đại đức Tâm Duệ là người lãnh đạo tinh thần của tất cả đại chúng chúng ta đây. Đại đức thì không thể làm ra tiền, không thể có đủ cái điều kiện để mà xây dựng ngôi chùa của chúng ta. Nhưng đại đức có tâm nguyện, có lý tưởng của một người hướng thiện, hướng thượng, giúp cho chúng ta về đời sống tâm linh, hướng cho chúng ta đến cuộc sống an lành giải thoát. Đây chính là đạo. Mà chúng ta biết rằng đạo thì không thể tách với đời. Đạo đời tuy hai nhưng là một. Nếu như đời không có đạo thì xã hội của chúng ta sẽ bất an. Nhưng nếu đời có đạo thì cuộc sống của mọi người chúng ta đều có sự an vui, hạnh phúc. Cho nên đạo là giúp cho đời có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Cho nên hàng Phật tử tại gia cũng như quý thiện nam tín nữ, chúng ta hướng đến những cái điều tốt đẹp đó. Cho nên mọi việc thành tựu phát triển của chùa Bốn chúng ta đây là nhờ vào sự phát tâm của tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử nơi đây, cũng như thập phương bá tánh, và đặc biệt là sự ủng hộ giúp đỡ của quý tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu và các cấp chính quyền của tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, xã Diễn Hồng nơi đây. Thì chúng tôi tin chắc rằng ngôi chùa Bốn này sẽ sớm được thành tựu. Thì hôm nay thay mặt cho Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Hoằng Pháp cũng như cho quý tôn đức tăng tại Tổ Đình Hoằng Pháp về đây tham dự đại lễ
công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa Bốn và lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Tam Bảo. Chúng con xin được đại lao cho Thầy Tổ cũng như quý huynh đệ có đôi lời đến toàn thể hội chúng trong lời nói, vì ba nghiệp chưa được thanh tịnh, có những lầm lỗi không tránh khỏi. Kính mong trên quý Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tòa Ni Trưởng, Ni Sư Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, bà con Phật tử có gì hoan hỷ bỏ quá cho. Và một lần nữa, chúng con xin kính chúc trên quý Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tòa Ni Trưởng, Ni Sư Đại Đức Tăng Ni pháp thể luôn được khinh an, chúng sinh dì độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử có cuộc sống an lạc hạnh phúc. Kính chúc buổi lễ thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân những lời giáo huấn của Hòa Thượng Đạo Trưởng Tông Môn qua lời của Đại Đức Thích Tâm Quán. Kính nguyện Hòa Thượng Đạo Trưởng luôn được trường thọ, anh em huynh đệ tông môn đoàn kết vững mạnh để làm cho tông phong hoằng pháp ngày càng được lan rộng. Trân trọng, trân trọng. Lễ bái xong rồi, mời Đại Đức trụ trì sẽ đón nhận những lắng hoa và món quà mà quý Tôn Đức và quý vị gửi trao.